chào mừng tất cả mọi người đến với kênh channel Hasuko ZA. Mọi người ơi, hôm nay Hasuko lại trở lại với một cái chủ đề chắc chắn là các nhà đầu tư trong nước sẽ quan tâm, đó là mua nhà ở Mỹ có phải là sẽ có được tấm thẻ xanh ở Mỹ hay không. Mọi người cũng biết rằng là để có được tấm thẻ xanh ở Mỹ, để được làm việc và sinh sống lâu dài ở Mỹ thì có rất là nhiều cách đến Mỹ bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó con đường kinh doanh, con đường đầu tư cũng là một cách mà các nhà đầu tư, những người có tiền ở Việt Nam đã chọn lựa. Vậy thì cái việc mà các nhà đầu tư hay là quý bà con cô bác mua nhà ở Mỹ, nếu có tiền ở Việt Nam mà sang Mỹ mua nhà thì liệu có được có tấm thẻ xanh ở lại Mỹ hay không? Điều này mọi người lắng nghe mình chia sẻ nhé. Mình khẳng định lại với mọi người rằng là việc chúng ta mua nhà ở Mỹ và việc có thẻ xanh ở Mỹ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc mua nhà ở Mỹ nó cũng chỉ thể hiện được điều như thế này. Có nghĩa là với chính sách mua bán cởi mở của Hoa Kỳ thì nó sẽ cho người nước ngoài được mua nhà ở Mỹ, được sở hữu tài sản vĩnh viễn ở Mỹ, nhưng không có đồng nghĩa là họ được cấp thẻ xanh ở Mỹ. Mua một căn nhà ở Mỹ nó chỉ thể hiện được là đối với nhà đầu tư nó chỉ là bảo toàn nguồn vốn, có nghĩa là chúng ta có một cái tài sản ở Mỹ để chúng ta đi du lịch thì chúng ta có chỗ ở, hoặc là con cái chúng ta đi du học thì nó có nhà ở, hoặc là nó chỉ thể hiện là chúng ta có một tài sản ở Hoa Kỳ, không có nghĩa là chúng ta được quyền cấp thẻ xanh ở Mỹ. Cấp thẻ xanh ở Mỹ là chúng ta phải thỏa mãn một số điều kiện liên quan tới luật đầu tư của Hoa Kỳ. Còn trong trường hợp như thế này, ví dụ như chúng ta mua nhà hoặc là chúng ta mua những cái bất động sản mà có khả năng sinh lời, ví dụ như chúng ta mua một cái cơ sở kinh doanh hoặc là đầu tư vào quán cà phê, đầu tư vào nhà hàng, đầu tư vào siêu thị, hoặc là những cái dự án đầu tư nào đó mà có sinh lời hàng tháng, thì đây là một cái điều kiện để cho nhà đầu để cho hoa luật theo luật đầu tư của Hoa Kỳ để người ta xem xét cái trường hợp này có thỏa mãn cái điều kiện của luật đầu tư Hoa Kỳ hay không. Tại vì đối với diện đi Mỹ theo diện đầu tư thì chúng ta phải thỏa mãn một số điều kiện của luật pháp Hoa Kỳ về luật đầu tư, rồi cái vùng chúng ta đến phải là một cái vùng được khuyến khích đầu tư của Hoa Kỳ. Thì cái này trong luật đầu tư Hoa Kỳ để mà tìm hiểu nó còn rất là nhiều vấn đề. Thì ngày hôm nay mình chỉ muốn nói với cả nhà rằng cái việc chúng ta mua nhà ở Mỹ nó chỉ thể hiện là chúng ta có được tài sản ở Mỹ, nhưng không có nghĩa là chúng ta có được tấm thẻ xanh. Hai việc này là hoàn toàn khác nhau. Nếu như chúng ta chỉ mua nhà thì nó chỉ là chúng ta có tài sản, không có nghĩa là sở di trú sẽ cấp thẻ xanh cho chúng ta khi chúng ta có nhà ở Mỹ. Chúng ta được cấp thẻ xanh khi chúng ta thỏa mãn một số điều kiện của luật pháp Hoa Kỳ. Và đối với người đến Mỹ theo diện đầu tư là diện EB-5 thì phải thỏa mãn một số điều kiện về luật đầu tư của Hoa Kỳ, rồi phải là nằm trong cái vùng được khuyến khích đầu tư của Hoa Kỳ. Và đối với luật đầu tư thì khi chúng ta mua bất động sản hay là chúng ta mua một cái gì đó để kinh doanh ở Hoa Kỳ, ví dụ như là cà phê, ví dụ như là nhà hàng, siêu thị hoặc là loại hình kinh doanh gì đấy mà nó sinh lời, thì đây là một cái điều kiện cần để mà theo luật đầu tư Hoa Kỳ để người ta xét duyệt hồ sơ của quý vị. Và quý vị cũng biết theo luật đầu tư Hoa Kỳ là chúng ta phải có 500.000 USD, rồi thời gian chờ đợi hồ sơ là 7 năm. Thì theo luật đầu tư Hoa Kỳ, nếu như chúng ta được cấp giấy vào Mỹ theo diện đầu tư thì con cái gia đình có thể đi theo, con cái dưới 21 tuổi có thể theo cha mẹ. Đó là lý do một số quý vị, một số bà con cô bác đã có nghĩa là có đủ cái điều kiện của luật đầu tư Hoa Kỳ đưa ra là 500.000 USD, rồi một số dự án kinh doanh ở Hoa Kỳ nếu như đem lại sinh lời, đem lại nhiều lợi nhuận cho nước Mỹ thì chắc chắn là sẽ được xét. Thì cái đấy là về cái luật đầu tư của Hoa Kỳ. Và nhiều người Việt Nam chúng ta chắc chắn là vẫn cứ lầm tưởng rằng chúng ta cứ mua nhà ở Mỹ là chúng ta có được tấm thẻ xanh. Không, chúng ta mua nhà nhưng chúng ta phải thỏa mãn một số điều kiện của luật đầu tư Hoa Kỳ
Kỳ, thì cái con đường đi Mỹ theo diện đầu tư là một cái diện gọi là đến Mỹ hợp pháp, nhưng nó gặp rất là nhiều khó khăn trở ngại, chứ không phải dễ dàng gì tất cả chúng ta đều thỏa mãn cái điều kiện của luật đầu tư Hoa Kỳ. Thì rõ ràng Mỹ nó vẫn là một cái mảnh đất mà rất là nhiều người đã mong muốn đến, và mình thì mình đến Mỹ theo diện hôn thê, thì cũng rất là may mắn là mình lấy chồng lớn tuổi nhưng mình đã gặp được ông xã và mình đã được đến Mỹ. Thì mình thấy ngoài cái diện đầu tư thì chúng ta đi Mỹ nó còn nhiều cách, ví dụ như đi lao động, đi về nghề nghiệp, về chuyên môn cao, thì đó là những cái định hướng sắp tới mà chính quyền Donald Trump ưu tiên, nhưng không phải ai cũng đạt được điều đấy. Nhưng có một cách mà chúng ta có thể đến Mỹ được rất là đơn giản, nhưng cái này nó chỉ là dành cho các quý cô đang độc thân, cho nên mình vẫn hay khuyến khích là các chị em nào đang ế thâm niên, chồng bỏ chồng chê, không tìm thấy hạnh phúc ở Việt Nam, hãy mạnh dạn lên trên mạng tìm kiếm bạn trai người nước ngoài hoặc là Việt Kiều, là chúng ta có cơ hội định cư Mỹ bằng hôn nhân, có nghĩa là chúng ta đầu tư đi Mỹ bằng, có nghĩa là các chị em của chúng ta đầu tư đi Mỹ bằng hôn nhân, hoặc là đầu tư cho hạnh phúc của chúng ta bằng hôn nhân. Và những người phụ nữ làm được điều đó, đương nhiên nếu như có kiến thức thì sẽ hơn người không có kiến thức. Kiến thức ở đây thực ra nó không có gì là đao to búa lớn đâu cả nhà ơi. Nó chỉ là những cái mà chúng ta chịu khó đọc trên mạng, hoặc là chúng ta nghe những chia sẻ từ những anh chị nào đã đi đến Mỹ theo diện hôn nhân, hoặc là bản thân mình thì mình cũng đã làm rất là nhiều video chia sẻ cái việc tìm kiếm bạn trai trên mạng. Nếu như chúng ta có kiến thức, chúng ta có kỹ năng, chắc chắn chúng ta sẽ chọn được người tốt. Và rất là nhiều quý bà con cô bác hay là các chị em chắc chắn là vẫn còn e ngại cái việc tìm kiếm hạnh phúc cho mình, tại vì cái người Việt Nam của chúng ta là cái người về cái chuyện tình cảm rất là kín đáo, giống như là châu phải đi tìm cọc chứ không cọc đi tìm châu. Thực ra chúng ta phải nhìn ở một góc độ nó văn minh hơn, có nghĩa là đây là chúng ta gieo duyên. Chúng ta gieo duyên để chúng ta gặt được cái điều tốt đẹp. Và trong quá trình gieo duyên, chúng ta cũng trang bị cho chúng ta kiến thức, kỹ năng để chúng ta sàng lọc được. Và có kiến thức thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được chồng như ý. Trên mạng, trên YouTube cũng có rất là nhiều các chị em chia sẻ là đã tìm được chồng bằng cách làm quen trên mạng, và họ cũng đã gặp được một người rất là tốt. Ví dụ như ông xã của mình thì mình thấy ông xã của mình cũng là một người đàng hoàng, tử tế. Vậy thì cái chuyện trên mạng có người lừa đảo là có, nhưng nếu chúng ta có kiến thức thì chắc chắn chúng ta sàng lọc được. Cho nên mình rất là mong các chị em hãy mạnh dạn hơn trong cái việc tìm kiếm hạnh phúc cho mình, tại vì không phải ai cũng có điều kiện đủ 500.000 USD rồi tay nghề chuyên môn cao, hoặc là đi du học để tìm cách ở lại Mỹ, thì không phải ai cũng có điều kiện về tuổi tác rồi về điều kiện tài chính. Vậy thì chị em phụ nữ hãy mạnh dạn hơn nhé. Và bản thân Hasuko là cái người rất là yêu thương phụ nữ. Nói yêu thương đây không phải là vấn đề về giới tính, mà mình nói về bản thân mình là cũng là cái người Việt Nam, mà mình cũng hiểu sâu sắc là cái người Việt Nam, cái người phụ nữ Việt Nam chịu rất là nhiều thiệt thòi, ngay cả trong cái xã hội thời buổi bây giờ, để mà giữ gìn được một cái hạnh phúc dễ dàng ở Việt Nam cũng không phải là dễ. Tại vì xã hội nó có nhiều điều lắm, như là những con giáp thứ 13, rồi bản thân cái người phụ nữ ở Việt Nam cũng không được luật pháp bảo vệ. Cho nên là đó là lý do tại sao rất là nhiều chị em có ý muốn lấy chồng nước ngoài. Thì cái video về việc tại sao phụ nữ lấy chồng nước ngoài mình sẽ làm một cái video sau. Hy vọng đó là một chủ đề rất là hấp dẫn. Và bây giờ một lần nữa mình cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã xem video, và chúc cho tất cả mọi người chúng ta, chúc cho các chị em luôn tìm thấy hạnh phúc của mình, và tất cả chúng ta đều gặp nhiều may mắn. Và mọi người đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko USA nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi, có mấy người nhảy trước kia mọi người ơi. Mọi người nhảy từ trên cầu xuống đó. Thank you. Hey, this thing's got a battery life on, hurry up. Hey, there you go, my dude. Go! Chuẩn bị có người nhảy tiếp rồi mọi người ơi, chuẩn bị nha. It's like a 2 second drop.
Chuẩn bị có người nhảy kìa mọi người. Yes, I see him. All that muscle. I have video in here. One, two, three. Nhảy đi. Chơi nghiệp lắm vậy đó. Còn một anh nữa chưa nhảy. Go.